Cá chép bà con, cá chép là nó rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Nhưng mà riêng có một số người có bệnh thế này, không ăn được cá chép, ăn vào thì cá chép nó càng làm cho sức khỏe của mọi người xấu đi. Bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là những người không nên ăn cá chép để cho tốt cho mình, sức khỏe của mình. Đó là những người có bệnh về đường gan, người đang mắc bệnh sỏi thận, bệnh về đường tiểu, bệnh gút, gan, thận, bệnh xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá, dễ mẫn cảm, là vui lòng đừng ăn cá chép. Ăn vào nó làm cho xấu đi chứng bệnh của mình, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, sức khỏe kém đi. Đó là người có bệnh gan, người đang mắc bệnh sỏi thận, bệnh về đường tiểu, gút, gan, thận, bệnh xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá, dễ mẫn cảm. Đó bà con, không nên ăn để cho nó tốt cho sức khỏe mình bà con ơi. Còn ngoài ra nó rất tốt là nó tăng cường cho hệ tiêu hóa, bảo vệ hệ thống tiêu hóa, chậm lão hóa, tim mạch, chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ chức năng tiêu hóa, viêm đường, hô hấp, tốt cho xương, tốt cho khớp, tốt cho răng, tốt cho giấc ngủ ngon, chống viêm, tốt cho mắt. Nhưng mà không phải tốt ăn bao nhiêu cũng được, ăn một ngày không quá 70 gram, ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày. Một ngày chúng ta ăn không quá 70 gram để cho sức khỏe mình nó tốt nha bà con. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chào.